Hello, vâng, xin trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em trong suốt thời gian qua. Chúc quý bác anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nhá, một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Vâng, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô sản phẩm, đó là cái con lấy dấu các bác nhá. Con lấy dấu đây. Đấy. Hàng thì đợt này lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Một cái con lấy dấu như này, bên shop đang gửi tới các anh em các bác là giá là 55k, nhưng riêng trên chương trình hôm nay giá thì còn cho các bác là 50k nhá. Lên cho em là lấy dấu các bác nhá. Đó, lấy dấu. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy, lấy trên mọi chất liệu được luôn. Lên mã cho em là lấy dấu, giá của nó chỉ có 50.000 thôi. Đây, em sẽ test thử sản phẩm cho anh em xem luôn nhá. Đây nhá. Đó, đây là một cái cưa này, một cái cưa đây. Em sẽ test thử lấy dấu cho bác xem. Đó, đây, ok, có dấu chưa anh em nhá? Có dấu luôn. Đây anh em này. Đó, có dấu luôn anh em nhá. Trên cao su này. Đó, trên cao su có dấu luôn anh em nhá. Đó, trên sắt này. Trên sắt đây em để xuống dưới em ấn cho nó dễ cho khỏi trượt vào tay nhá. Đó, có dấu luôn anh em nhá. Đây, có dấu luôn, hai cái dấu trắng này. Đấy, ok chưa anh em? Các bác cần lấy dấu nhá, các bác chỉ cần nhấp này là ok, có dấu luôn. Đây. Đấy, ok chưa các bác nhá? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con lấy dấu như này nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một con lấy dấu như này nhá, hàng bằng đồng nhá, bằng đồng siêu chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, rất đẹp con này. Đấy, sáng choang luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một con lấy dấu xịn sò chất lượng như này, giá của nó chỉ có 50k nhá. Lên mã cho em là lấy dấu, giá của nó sẽ là 50k anh em các bác nhá. 50k cho con lấy dấu này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dao của Nhật nhá. Dao của Nhật, hàng của thương hiệu Wattbo anh em nhá. Hàng thương hiệu Wattbo cho bác luôn. Dao Nhật nhá. Thì bên shop về cho các bác đó là có cho các bác là hai mã nhá, một mã là dao nhọn, một mã là dao vuông nhá. Đó. Một con đầu nhọn, một con đầu vuông. Đấy đấy, con này thì mã của nó sẽ là đầu vuông nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông nhá. Con này là dao vuông này. Đấy, con này thì các bác lên mã cho em là dao vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con dao vuông như này nhá. Các bác lên cho em là dao vuông, giá 180k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao vuông này. Đó. Dao vuông, giá của nó sẽ là 180k cho con dao vuông như này các bác nhá. 180k. Đây, hàng sắc như nước luôn các bác nhá. Đấy, không cần phải test bằng giấy thường mà test hẳn bằng giấy bóng luôn nhá. Đấy, dao phải test bằng giấy bóng như này mới thể hiện là dao sắc anh em này. Đó. Còn test bằng giấy thường thì nó sẽ là quá bình thường cho anh em luôn. Sẽ là quá bình thường cho anh em nhá. Đấy. Test bằng giấy thường thì nó sẽ là quá bình thường cho anh em rồi. Test hẳn bằng giấy bóng cho anh em như này luôn. Ok chưa anh em? Đấy, như này đã ok chưa anh em ơi? Đó, đây, một con dao Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn nhá. Hàng thương hiệu Wattbo anh em này. Đó, hàng thương hiệu Wattbo Japan anh em nhá. Thép không gỉ anh em nhá. Đó, ok chưa anh em? Đây. Đấy, Japan thép không gỉ cho anh em nhá. Tổng chiều dài của nó khoảng là 30 cm anh em nhá. Khoảng 30 đến 32 cm. Ok chưa anh em? Đấy. Đây, dao của Nhật anh em này, thương hiệu Wattbo nhá. Đây, phần cán này của nó liền thân hết nhá. Cán liền thân nhá, thép không gỉ anh em nhá. Thép trắng không gỉ anh em nhá. Đây. Đấy. Stainless steel này anh em này, đấy. Đây. Chroma Mova này anh em này, thép không gỉ anh em này. Hàng siêu sắc bén cho anh em luôn. Các bác lên cho em là dao vuông nhá, con này là dao vuông. Con dao vuông này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 180k nhá. Lên mã cho em là dao vuông. Giá của nó sẽ là 180k cho con dao vuông này. Đó. Lên cho em là dao vuông, giá 180k nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con dao nhọn nhá. Đấy. Con nhọn này nó chỉ khác cái con vuông một tí chút thôi. Đây, đấy. Tiếp theo các bác lên cho em là dao nhọn này. Đấy, đây. Lên cho em là dao nhọn nhá. Con này thì cái mũi của nó sẽ nhọn các bác nhá. Mũi của nó sẽ nhọn này. Đấy, mũi của nó nhọn như này các bác này. Đó. Đấy, thì nó sẽ có là dao vuông và dao nhọn nhá. Thì tùy các bác muốn chọn con nào thì chọn. Con này thì cái mũi của nó sẽ là dạng nhọn như này anh em này. Đó. Hàng mới tinh luôn, Japan anh em các bác này. Nó Wattbo Japan nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đây. Ok chưa anh em? Đây. Đấy, rất sắc anh em nhá. Đó. Dòng này thì đều là dòng rất sắc cho anh em luôn, cắt tư bóng thoải mái anh em nhá. Đó, đây. Cắt tư bóng thoải mái cho anh em luôn. Ok chưa anh em? Đó. Dọc dây bóng thoải mái luôn nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Đấy, dao nhọn. Đây, đấy, mũi nó nhọn như này các bác này, mũi nó nhọn như này. Đó, còn một con là mũi vuông, con này là mũi nhọn nhá. Lên mã giúp cho em là dao nhọn. Con dao nhọn này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175k nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Đấy, lên cho em là dao nhọn. Đấy. Một con là dao vuông, con này sẽ là dao nhọn này. Đó, dao nhọn. Giá của nó sẽ là 175k. Đó, 175k, còn một con là 180.000 anh em nhá. Đấy. Con dao vuông là 180.000, con dao nhọn là 175.000, lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông sẽ là 180.000, còn dao nhọn là 175k các bác nhá, 175k. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái lô, đó là cái
sản phẩm đó là cái dây thắt lưng dù các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng dù. Con thắt lưng dù này thì hàng của Mỹ siêu chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Zep nhá, hàng của thương hiệu Zep. Đấy. Đây, hàng của thương hiệu Zep anh em các bác này. Đó, thương hiệu Zep. Cái thương hiệu này nó là thương hiệu khá nổi tiếng rồi. Thương hiệu này nó chuyên sản xuất cho các bác là mũ và dây thắt lưng nhá. Nói chung là hàng dành cho quân đội nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng Zep nhá. Thắt lưng dép giá của nó sẽ là 80k nhé. Thắt lưng dù nhé, lên cho em là thắt lưng dù. Đó, thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k trong con thắt lưng dù như này nhé. Các bạn lên cho em là thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k các bạn nhé. 80k trong chiếc thắt lưng dù như này. Hàng siêu chất lượng và giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đây, đấy, giá rất tốt cho anh em nhé. Đó, đây. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù nhé. Con này thì cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn anh em nhé. Đấy, riêng các bác mà dùng con này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hỏng nhá, nghĩ đến chuyện hỏng nhá. Đấy, chỉ có không dùng nữa thì vứt đi thôi, chứ con này không bao giờ hỏng nhá, mà rất dễ sử dụng luôn. Các bác chỉ cần ấn nắp này xong, khi mình cần tháo ra mình chỉ mở lên này thôi. Đấy, khi không dùng nữa mình ấn xuống như này, đó, tháo ra này rất là tiện nhá. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới anh em giá bao nhiêu? Một con thắt lưng dù như này nhá, bên shop đang gửi tới anh em giá là 80.000 nhá. Tiếp theo lên cho anh em đó là cái con mũ nhá. Đây, ok cho anh em, một con mũ quân đội Mỹ anh em này. Đấy, Earpod này, đây. USA anh em nhé, USA Army này, hàng của quân đội Mỹ nhé, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, các bác lên cho em là mũ dàn di nhá. Con mũ dàn di này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Lên cho em là mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ dàn di này. Mũ dàn di, đó. Mũ dàn di nhá. Mũ dàn di giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, nếu bác nào lấy một cặp nhá. Nếu bác nào lấy một cặp như này, cả mũ cả thắt lưng như này, giá sẽ là 160.000 và bao ship nhá. Đấy, riêng lấy một cặp cả mũ cả thắt lưng như này, bên shop gửi tới anh em giá là 160k và bao ship nhá. Đấy, con này là 80.000, con này là 80.000, cả cặp như này sẽ là 160k và bao ship. Đó. Mũ dàn di 80.000 nhá. Đấy, tiếp theo là thắt lưng dù nhá. Đấy. Thắt lưng dù. Đấy. Thắt lưng dù cũng là 80k nhá, 80k. Đấy, nếu các bác lấy cả hai thì tính ra là 160k nhá. 160k và bao ship nhá. Đó, nếu lấy cả hai cả mũ cả thắt lưng, bên em sẽ tính cho bác giá 160k và bao ship luôn. Đó, ok chưa? Đó, nếu lấy cả thắt lưng cả mũ như này, lấy cả thắt lưng cả mũ như này, tính cho các bác là 160k và bao ship cho các bác. Ok chưa các bác? Hàng rất chất lượng luôn. Riêng con mũ này là khuy bằng đồng nhá, các bác có thể thả ra để nới lỏng ra rất là ngon luôn. Đeo vào thì form rất là vừa đầu nhá. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng luôn. Rất đẹp các bác nhá. Đấy, mũ dàn di. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái máy sấy tóc nhá. Các bác lên trên là máy sấy tóc này. Hàng này thì nó là hàng của thương hiệu Philips nhá, hàng của Philips đây. Con này nó sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đấy, nó sẽ có hai công tắc, một công tắc là điều chỉnh nhiệt độ và một công tắc điều chỉnh nóng lạnh các bác nhá. Đấy, hai công tắc luôn, rất là tiện cho anh em các bác này. Một công tắc là đóng ngắt và một công tắc là điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt và công tắc điều chỉnh nhiệt độ. Đó, công tắc đóng ngắt này thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2. Đấy, còn điều chỉnh nhiệt độ cũng có hai nấc cho anh em luôn. Đấy, đây bên trong cái đầu khò của nó anh em này, nóng siêu nhanh luôn nhá, nóng siêu nhanh luôn. Đó, các bác lên đã giúp cho em là máy sấy tóc nhá, hàng của thương hiệu Philips. Đây, dây giếc của nó là chống đứt chống giếc cho bác luôn, dây rất to và chắc chắn nhá. Con này nó sử dụng điện 220V. Sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang bán cho các bác giá là bao nhiêu? Lên cho em là máy sấy tóc nhá. Đó. À, máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc này. Đang bán là 150 nhá, 150k. Đặt này về cho bác giá cực tốt luôn, giá chỉ còn cho bác là 130k cho con máy sấy tóc này nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em là máy sấy tóc giá chỉ còn 130k thôi. Ok chứ các bác, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, máy sấy tóc 130.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái gạt tàn các bác nhá. Gạt tàn đây thì bên em có cái gạt tàn, con này là con Thiên Nga này. Đấy, gạt tàn con Thiên Nga đang bán là 200 nhá. Đấy, đợt này xả cho các bác giá còn 150.000 luôn. Đấy, 150k thôi. Đấy, một con Thiên Nga gạt tàn như này, giá của nó chỉ còn 150.000 thôi nhá. 150.000 cho con Thiên Nga gạt tàn như này anh em các bác này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em là Thiên Nga nhá, Thiên Nga nhá. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái hộp tăm nhá. Đây, hộp tăm này thì các bác lên cho em là hộp tăm có chân nhá, hộp tăm có chân. Đó. Đang bán cho các bác là 230.000, đợt này về cho các bác giá cực tốt luôn. Một hộp tăm có chân như này giá chỉ còn cho các bác là 201 thôi nhá. 210k nhá, 210k cho hộp tăm có chân này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn, giá rất tốt anh em nhá. Hộp tăm có chân 210k. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Tamasaki. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa anh em nhá. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa này. Katashiwa made in Japan cho anh em. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em một cái mài dao ba khe như này. Giá là 170k anh em nhé, 170k, ok chưa anh em? Một con mài dao ba khe như này giá chỉ có 170.000 thôi.
giá siêu tốt cho anh em luôn, mài dao ba khe 170k. Tiếp theo lên cho các bác đó là cái con hộp khay đựng giấy nhá. Đây, khay đựng giấy ăn như này, một con khay đựng giấy ăn hợp kim mạ đồng như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Kích thước của nó sẽ là 22x12 nhá, đang bán là 250.000, 250k. Còn mấy hộp nữa xả thanh lý cho bác luôn, giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá, giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 230k nhá, 230k và vẫn bao ship như thường nhá, 230.000 và bao ship cho hộp khay giấy ăn như này, ok chưa các bác? Sản phẩm tiếp theo nhá, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví cá sấu nhá, ví cá sấu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 120.000 cho con ví cá sấu này. Đây, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn, ví cá sấu này. Đó, hàng rất đẹp anh em nhá. Hàng máy trần cực kỳ là kỹ luôn, rất đẹp nhá. Đây. Đấy, chất liệu da cá sấu nha các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đây, đấy những cái phần cái mai của nó này, hàng rất đẹp nhá. Đấy, chất liệu da cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu. Ví cá sấu giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con ví cá sấu này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho anh em các bác luôn. Đó, ok chưa các bác? Đây, chất da của nó rất là mềm luôn nhá. Chất da của nó rất là mềm luôn. Đấy, chất da rất là thật và mềm luôn các bác nhá. Đó. Ví cá sấu anh em các bác nhá. Lên cho em là ví cá sấu, giá của nó sẽ là 120.000. Tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con kéo cắt tóc nhá. Đấy, thì một cặp kéo cắt tóc như này, bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, một cặp bao gồm cho các bác là 2 chiếc nhá. Đấy, một cặp bao gồm cho các bác là 2 chiếc này. Một con là cắt và một con tỉa nhá. Một con cắt và một con tỉa như này, hàng của thương hiệu Kai này. Đấy, hàng của thương hiệu Kai Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đó, một cặp kéo cắt tóc như này giá của nó chỉ có 160.000 thôi nhá. Đấy, lên cho em là kéo tóc nhá. Lên cho em là kéo tóc, giá của nó sẽ là 160k. Đấy. Lên cho em là kéo tóc nhá. Đây, đấy lên cho em là kéo tóc này. Đó, kéo tóc giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k cho một cặp kéo tóc như này. Hàng của thương hiệu Kai Japan đây. Hàng cực kỳ chất lượng, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Giá rất tốt cho anh em nhá. Lên cho em là kéo tóc của Kai này, giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 cho một cặp kéo tóc như này. Hàng chất lượng, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng có thể liên hệ tới các số hotline của bên em nhé. Đấy, một cặp kéo tóc như này mà giá chỉ có 160.000 thôi. Giá quá là bèo bọt và rẻ cho anh em luôn. Ok chưa anh em? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là kéo cắt gà anh em nhé. Kéo cắt gà thì bên em đang có hai mẫu, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Đức như này. Đấy, con hàng to này là của Nhật này, con hàng bé là của Đức này. Đấy, độ sắc bén thì như nhau nhưng mà nó sẽ khác nhau về cái độ dày mỏng nhá, độ dày mỏng và độ to, đúng không ạ? Đây, con kéo của Nhật này thì nó to hơn, dày hơn, cho nên giá của nó tốt hơn. Con của Nhật này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 180 nhá. Đấy, đợt này về cho bác giá cực tốt luôn, 160k nhá. 160k cho con kéo của Nhật như này. Còn con kéo của Đức thì giá của nó vẫn là 100 thôi. Con kéo của Đức thì giá của nó vẫn là 100k thôi anh em nhé. Đó, 100k thôi. Con này thì bên em bán chạy số lượng thôi. Đấy, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho anh em luôn. Đây, Made in Germany anh em này. Đó, đây, Made in Germany anh em nhé. Ok chưa anh em? Đấy, thì con kéo của Đức này là giá là 100.000 anh em nhé, 100.000. Còn con kéo của Nhật thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Thì xả cho bác còn 160.000. Đấy, công dụng của các cái kéo này thì đều là như nhau thôi. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Thứ hai là dùng để đánh vẩy cá này. Thứ ba là kẹp cua ghẹ các nhá. Đấy, kẹp cua ghẹ rất là ok luôn nhá. Đó, Japan anh em này rất chất lượng cho anh em luôn. Con này 160.000 nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước lỗ ban các bác nhá. Đây, thước lỗ ban anh em các bác này. Đấy. Thước lỗ ban thì nó sẽ có hai mặt cho các bác luôn. Một mặt là thường và một mặt là lỗ ban như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85k về cho bác giá là 80k cho con thước lỗ ban như này. 80.000 cho một con thước lỗ ban như này thôi anh em này. Đó, hàng của Nhật Kabushi rất chất lượng cho anh em luôn. Đấy, hàng chống tem, chống hàng giả các thứ đàng hoàng đây. Đấy, sẽ có lỗ ban cho các bác luôn. Đấy. Lỗ ban số đẹp số điếc cho các bác luôn. Giá thì cực tốt cho anh em nhá. Đó. Giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 80.000 thôi. Con này dài là 7,5m anh em nhá. 80k, dài 7,5m cho anh em. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ đo nhiệt kế nhá. Đấy, đồng hồ nhiệt kế đây. Đấy, con này thì các bác lên trên là đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì các bác vừa là đo nhiệt độ rồi độ ẩm rồi, nói chung là đầy đủ cho bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con đồng hồ như này, cập nhật cho các bác luôn này. Đấy. Ví dụ như các bác về các bác lắp pin vào. Đấy, mà các bác muốn cài lại giờ nhá. Các bác muốn cài lại giờ thì các bác tháo ra các bác lắp lại cho em và lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ nảy cho các bác đúng 12 giờ như này. Nhiệt độ và độ ẩm thì nó sẽ cập nhật nhá. Hôm nay nhiệt độ là 23 độ này. Đấy, độ ẩm là 99% này và giờ là sẽ là 12 giờ nhá. Đấy, về các bác cứ cài đặt là nó sẽ tự cập nhật giờ cho bác luôn. Con này bên em đang bán là 130, xả cho bác còn 90k cho con đồng hồ nhiệt kế như này nhá. Chỉ có 90.000 thôi. Đấy.
cập nhật cho các bác là nhiệt độ, độ ẩm và nhiệt độ, độ ẩm và thời gian nhé. Các bác lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhé, đồng hồ nhiệt kế. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế này, đồng hồ nhiệt kế, đồng hồ nhiệt kế nhá. Đó, đồng hồ nhiệt kế giá là 90k nhá, giá 90k cho con đồng hồ nhiệt kế này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái viên cái này bên shop gọi là viên tẩy lòng giặt các nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 viên như này. 12 viên như này các bác nhá. Đấy. Đấy, một hộp này là 12 viên, các bác sử dụng trong vòng 12 tháng cho em. Về các bác cho vào lồng giặt này. Đấy, bước 1 các bác cho vào lồng giặt, bước 2 các bác khởi động chế độ lên và để chế độ giặt như bình thường nhá, chế độ tẩy lồng giặt nhá. Sau đó thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Cái viên này của nó sẽ có chức năng là lại tẩy này, làm sạch lồng giặt các bác nhá, làm sạch lồng giặt. Cái lồng giặt thì khi mà quần áo này bụi bẩn rồi, các cái phần bông phần sợi nó ngấm ra. Đấy, nó bong ra nó rất là bẩn thỉu và nó hại đến quần áo. Thì các bác phải thường xuyên giặt tẩy cho em. Đó, lên cho em là tẩy lồng giặt, giá của nó sẽ là 40k nhá. Tẩy lồng giặt này. Đó, lên cho em là tẩy lồng giặt, giá của nó sẽ là 40k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. 12 viên như vậy là các bác mua vào chỉ có 3-4 nghìn một viên thôi. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đá cắt sắt các bác nhá. Đá cắt sắt, cắt inox đây. Thì các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox như này. Hàng thì giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, giá rất tốt cho các bác luôn. Một hộp lưỡi như này nhá, một hộp là 50 viên. Hộp 50 viên thì giá là chỉ có 220 nghìn và bao ship cho bác thôi. Còn các bác mua lẻ thì tính ra sẽ là 7k một lưỡi này nhá. 7k một lưỡi và bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Mua lẻ là 7.000 một lưỡi và bán từ 5 lưỡi trở lên. Còn các bác mua cả hộp 50 lưỡi, hộp 50 lưỡi thì giá của nó sẽ là một hộp của nó là 50 lưỡi nhá. Hộp là 50 lưỡi. 50 lưỡi giá của nó sẽ là 220k và bao ship. Một hộp 50 lưỡi luôn, giá là 220.000 và bao ship cho anh em nhé. Đá này của nó, của bên em là đá dạng đá đỏ của Nhật nhé. Đá đỏ của Nhật là cái hạng đứng đầu luôn. Còn các bác mua cái dòng thường thì bên em không tính tiền nhé. Cái dòng đá xanh hoặc đá vàng thường không tính tiền. Đá đỏ mà đá đỏ của Nhật là đứng đầu luôn. Đây, đá đỏ này xong rồi đến đá xanh, đá vàng này, đá vàng là best nhất nhé. Giá thì sẽ là 220.000 trong hộp 50 lưỡi. Ok cho các bác, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhé. Tiếp theo lên cho các bác đó là cái con rìu này. Đấy, con rìu cam nhé. Các bác lên cho em là rìu cam, cán của nó màu cam như này. Đấy, rìu cam. Con này thì các bác chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt xương này, chặt xương trâu, xương bò, xương lợn này. Đặc biệt là các bác đi rừng đi phượt dùng để chặt rất là ok. Tổng chiều dài của nó sẽ là 12 cm nhá. Phần bản này là 10 cm. Và ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng cân nặng là 600 g nhá. Tổng chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm nhá. Gần 40 cm. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò này, chặt gà, chặt cá này. Đấy, chặt cá rồi chặt, nói chung là chặt xương trâu xương bò rồi chặt cây chặt cối là ok nhá. Giá cực kỳ tốt cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em là rìu cam nhá. Rìu cam, giá của nó sẽ là 180.000 cho anh em các bác luôn. Đó. Rồi, ok. Đợt này thì hàng về cho anh em các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đợt này bên shop về cho anh em số lượng và giá rất tốt cho anh em các bác nhá. Các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn các bác nhá. Đó, đây sản phẩm sẽ bao gồm cho anh em là bộ 5 mũi này, 1 2 3 4 5, bộ 5 mũi cho anh em. Đấy, đây là cái mũi to nhất anh em này, mũi to nhất đây. Đấy, con mũi to nhất này, cái này của nó thì nó là thuộc cái dạng thép cao cấp anh em các bác nhá, cho nên là sử dụng rất là bền luôn và mũi của nó rất là sắc, anh em dùng được rất là lâu luôn. Đây, đấy, đây nhá, nó sẽ có các kích thước như này. Đây, các kích thước như này anh em này. Đây, anh em nhìn các cái dãy số này là anh em làm nghề là anh em biết nhá. Em cũng không hiểu rõ lắm nhưng mà cái con to nhất này của nó được khoảng 3 phân anh em nhé, khoảng 3 phân. Bộ sẽ là 5 mũi như này. Bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 240 anh em nhé. Đó. 240k đợt này hàng về cho các bác cái giá tốt luôn, còn cho các bác là đi 230k anh em nhé, 230k cho cái bộ mũi khoan tháp như này. Và giá này vẫn bao gồm phí ship cho anh em luôn, 230k cho bộ mũ khoan tháp anh em nhé. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho anh em đó là cái dòng thắt lưng và ví anh em nhé. Thắt lưng và ví đây, đặt này hàng về số lượng cho anh em luôn và giá thì cũng vẫn là giá đấy thôi. Giá bên shop đang gửi tới anh em là cái giá siêu tốt rồi anh em nhé. Đó, thì thắt lưng thì mình sẽ có cho anh em là hai loại mặt, một mặt là mặt vàng và một mặt là mặt bạc. Thì anh em muốn lấy loại nào thì anh em lấy. Đó. Còn ví thì nó có một mẫu ví thôi. Đó. Đây. Ví thì chỉ có màu đen thôi. Còn thắt lưng thì nó sẽ có loại vàng, loại bạc cho anh em. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em. Giá chỉ có 50k cho một con thắt lưng cho anh em. Đấy, 50k cho một thắt lưng. Và ví cũng chỉ có 50k cho một cái ví thôi.
Tức là anh em mua, các bác mua trọn bộ cả ví cả thắt lưng mới có 100.000, quá rẻ cho anh em luôn. Mặt thì nó sẽ có cho anh em là hai loại, một loại là màu bạc, một loại là màu vàng. Thì các bác muốn chọn màu nào thì chọn, các bác lấy màu nào thì các bác lên đơn thì các bác đọc rõ ra cho em. Đấy, còn nếu không thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, lấy khóa của nó này rất là ngon luôn anh em nhé. Đây, lấy khóa rất là ngon cho các bác luôn. Đó, rất ok cho anh em nhé. Đó, đây, chất da của nó thì cũng tương đối là mềm thôi nhá. Chất da của nó thì tương đối là mềm cho các bác này. Đấy, chất da rất mềm các bác nhá. Dùng rất là thích luôn, chất da của nó rất là mềm. Đấy, da này thì nó là da công nghiệp thôi, nhưng mà da của nó rất là mềm anh em các bác nhá. Đây, còn đây là cái ví của nó này. Đây. Đấy, đây cái ví của nó này. Ví của nó cũng rất là mềm luôn anh em nhá. Ví này thì nó là thuộc dạng là ví không có khóa nhá. Ví nằm ngang nhưng mà không có khóa. Không khóa này thì các bác dùng nó rất là tiện, nó cũng đỡ bị vướng víu khi mà mình ngồi, nó cạnh cái đầu khóa lên nó cũng bị đâm vào người các bác nhá. Đấy, đâm vào mông. Đấy, thì chọn bộ như này sẽ có một cho anh em là một ví và một thắt lưng. Giá của nó chỉ có 100k thôi. Các bác lên cho em là ví, lên cho em là ví hổ nhá. Đấy, ví hổ này. Đấy, ví hổ giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, và lên cho em là thắt lưng này, thắt lưng hổ này. Thắt lưng hổ thì các bác lấy màu gì thì lấy nhá, nó cũng là 50k. Đấy, các bác mua trọn bộ thì là 100.000 trên một bộ này. Ok chưa anh em? Giá siêu tốt cho anh em luôn. Một ví một thắt lưng, giá chỉ có 100k thôi. Đây. Đấy, nếu các bác lấy là các bác lấy ví cộng thắt lưng thì các bác lên cho em là ví hổ cộng thắt lưng nhá. Đó, ví hổ này. Đó, ví hổ cộng với lại thắt lưng này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ này. Ok chưa? Giá rất tốt cho các bác luôn. Đó, đây. Mặt của nó sẽ có mặt vàng, mặt bạc rất là đẹp cho anh em luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái lô dao đây. Lô dao thì bên em về cho các bác nó sẽ có là hai mẫu. Đấy, nó sẽ có cho anh em các bác là hai mẫu. Đấy, lần này về có hai mẫu. Bên shop cũng đang gửi tới anh em giá rất là hạt rẻ cho anh em luôn. Đấy, 12 chi tiết như này anh em nhé. Giá chỉ có cho anh em là 170.000 anh em nhé. Đó, đây. Cái này thì hàng nó về thì nó sell theo lô, nên có những cái lô vỏ nó sẽ khác nhau, nhưng mà nó không quan trọng vỏ anh em nhé. Đấy, quan trọng là chất lượng bên trong và chi tiết. Đấy, đều là 12 chi tiết này. Thép CRV anh em nhé. Thép CRV 12 chi tiết cho anh em. Đó, đây. Đấy, bộ này của nó sẽ bao gồm cho anh em là 12 chi tiết như này. Lên cho mình là bộ khẩu 12 chi tiết nhé. Khẩu 12 chi tiết giá là 170.000. Khẩu này 12 chi tiết nhé. Đó. Khẩu 12 chi tiết giá chỉ có 170k thôi. 170k anh em nhé. Đấy, một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Giá có 170.000, quá tốt cho anh em luôn. Đây. Đấy, anh em quan sát nhé, thấy nhá. Đó. Hàng rất đẹp cho anh em luôn. Bao gồm cho anh em là 10 đầu khẩu này, thép CRV mạ chrome anh em nhé. Đấy anh em thấy không? Hàng rất đẹp cho anh em luôn. Đấy, anh em nghe cái tiếng thép nó kêu là anh em đã biết rồi. Thép CRV mạ chrome. Đấy, có một tay công cho anh em này. Đây, thép mạ chrome hết anh em nhé. Đó, một tay công xoáy nhanh anh em nhé. Anh em có thể lắp trực tiếp này. Đấy, lắp trực tiếp này cho mình. Đấy, rất là khít luôn nhá. Đấy, tay công của nó rất là khít này, vừa vặn này. Có đảo chiều cho anh em nhé. Đấy, có đảo chiều luôn. Tay công của nó khít lắm anh em. Đây, ốc của nó tương đối là sâu nhá. Ốc vào sâu như này thì anh em xoáy nó rất là thích này. Ngoài ra anh em có thể dùng tính năng là nối dài cho em. Đây, nối dài thì anh em dùng cái này. Anh em nối dài cho em. Đó, rất ok luôn. Đấy, tính năng nối dài nhá. Khẩu của nó sẽ là từ 10 đến 24 anh em nhé. Từ 10 đến 24 cho anh em. Đây là những cái đầu rất là phổ thông anh em sử dụng trong gia đình nhà mình là rất là ok luôn. Đấy, một tay công, một tay nối dài. Và 10 đầu khẩu từ 10 đến 24 anh em nhé. Đấy, đầu khẩu của nó sẽ cho anh em là từ 10 đến 24. Thép mạ chrome siêu đẹp, siêu chắc chắn luôn. Giá bên shop đang gửi cho anh em giá rất là tốt nhá. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác đó là 170.000 thôi. 170k nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết, giá của nó sẽ là 170.000 anh em nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác, đó là cái kéo cắt tôn anh em các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn trợ lực. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá bao nhiêu nhỉ? Kéo tôn này bao nhiêu đấy? Kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn trợ lực, lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. Đó. 180k thì cái mã kéo tôn trợ lực này các bác này. Đó, 180.000. Con này hàng rất là ngon cho các bác luôn. Đây nhá. Khi các bác cắt ấy thì chỉ cần các bác là cắt bình thường như này là xong nhá. Cắt bình thường này xong. Đấy, và cái phần tôn nó sẽ nằm ở bên dưới này anh em này. Đấy, nằm ở bên dưới này. Đấy, các bác hình dung không? Đó. Nôm na nó là nó sẽ nằm ở bên dưới như này, thì các bác vẫn cứ cắt bình thường.
nó nghiêng 45 độ như này mà. Đấy, khi các bác đẩy đi đây, cứ đẩy đi nó đi như này thôi. Ok chưa? Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, đây. Cắt rất là ngon nha các bác. Đó, cắt rất là ngon nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Một con kéo tôn trợ lực này nhá. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Giá của nó chỉ là 180.000 thôi. 180.000 cho con kéo tôn trợ lực này các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Kéo tôn trợ lực. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho các bác, đó là cái con máy máy bơm hơi nhá. Đây. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm hơi nhá. Đây, đây các bác. Đấy. Con này chạy thì rất là tiện luôn. Đấy, về các bác chỉ cần cắm điện 220 là sử dụng bình thường thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Trung Quốc anh em nhé. Hàng của Trung Quốc nhưng mà siêu chất lượng cho anh em luôn. Đấy. Đây em xem nào. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Đài Loan anh em nhé. Hàng của Đài Loan anh em. Hàng này là hàng nội địa của Đài Loan anh em nhé. Hàng nội địa của Đài Loan. Rất chất lượng cho anh em luôn. Đây. Đấy. Có dây đo thì dây hơi bằng vải anh em nhé. Dây hơi của nó bằng vải nên anh em dùng rất là yên tâm luôn. Bằng vải chống đứt, chống chuột cắn các kiểu luôn. Đấy, và đây là cái đầu dây cắm của nó này. Đầu dây cắm của nó sẽ khoảng cho anh em là tầm là 1 mét anh em. 1 mét hơn, 1 mét một tí. Có đồng hồ báo cho anh em luôn. Có đồng hồ báo chính xác cho anh em nhé. Đấy. Có đồng hồ báo hơi chính xác cho anh em nhé. Đấy. Anh em cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là mình sử dụng thôi. Đây em cắm trực tiếp cho anh em xem này. Đó, đây. Cắm trực tiếp nhá. Sau đó thì anh em bật công tắc lên. Đây nó sẽ có công tắc ở đây. Và anh em điều chỉnh cái này. Đấy anh em điều chỉnh cái này đấy nhá. Đó. Đó. Lấy cái kéo ấy. Đây, rất là khỏe luôn anh em nhá. Máy chạy rất khỏe và êm luôn. Đây nhá. Test hơi cho anh em xem. Đây nha, mình bấm kim nhá. Anh em nhìn cái đồng hồ này. Đẩy hết lên có đèn màu là được. Đây, đây nhá, đây. Anh em quan sát cái đồng hồ này. Đấy, mình bịt hơi để nó đồng hồ nó báo cân nhá. Đấy, nó lên 4, 5, 6 cân luôn anh em. Đấy. Con này công suất tối đa của nó lên được là 10 cân hơi anh em nhá. 10 cân hơi. Máy chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Rất nhỏ gọn anh em nhá. Đây. Rất nhỏ gọn luôn. Máy chạy rất êm luôn và nhất rất nhỏ gọn luôn. Đây. 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 Đấy, rất là ok luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất là tốt luôn nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Đấy, máy bơm hơi bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 520.000. Đấy, lên cho em là máy bơm hơi. Máy bơm hơi. Đó. Máy bơm hơi bên shop đang gửi tới các bác là 520k nhá. Đợt này hàng về cho các bác giá tốt luôn. Còn là 500k anh em nhá. 500k và bao ship cho anh em luôn. Đó, lên mã giúp cho em là máy bơm hơi nhá. Giá của nó sẽ là 500k và bao ship cho anh em. Đây. Máy bơm hơi. Chẵn 500.000 bao ship cho anh em luôn. Con này anh em dùng nó rất là tiện. Bác nào làm nghề làm thợ dùng con này cũng rất là ok. Không phải mua con máy to vừa tốn tiền mà vừa cồng kềnh. Đấy, bác nào làm thợ làm nghề ví dụ sửa xe đạp thì dùng con bé này là rất là ok luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cho các bác. Bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là đèn đeo đầu cảm ứng các bác nhá. Đấy, đèn đeo đầu cảm ứng đây. Con này thì nó rất là chất, anh em dùng thì rất là tiện dụng luôn. Đấy. Lên cho em là đèn wifi nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 à? Hả? Lên cho em là đèn wifi nhá. Đấy, đèn wifi. Con này trước đang bán cho bác là 160k nhá. Hôm nay hàng về cho bác giá tốt luôn, 150k anh em nhá. 150k cho con đèn wifi này. Đó. Đợt này hàng ế ẩm cho nên là bên em sẽ thanh lý hết, giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, coi như bán nhiều món là coi như là không có lợi nhuận luôn anh em các bác nhá. Đó, đây. Sẽ bao gồm cho anh em là một con đèn và một cái dây sạc như này. Một đèn một dây sạc như này anh em này. Đấy. Rất là tiện dụng cho anh em sử dụng luôn. Đó. Nó sẽ có cho anh em các chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. Đó, ngoài ra thì con này nó sẽ có cho anh em một con mắt cảm biến này. Đấy, anh em chỉ cần gạt qua gạt lại này thôi nhá. Này, rất nhạy anh em ạ, rất nhạy luôn. Đấy, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, rất tiện anh em nhá. Đấy. Anh em chỉ cần gạt qua gạt lại này nó sẽ lên này. Đấy, thân của nó thì là bằng hàng thân nhôm nhá.
thân này bằng nhôm, cái ống kính này bằng nhôm, còn cái phần lắp pin này bằng nhựa này. Bên trong của nó là có tới cho anh em là hai quả pin 18650, anh em có thể thay pin được bình thường nhá. Hai quả pin 16850. Đấy, 18650 anh em có thể về thay thế bình thường. Nếu anh em dùng pin nó hỏng hoặc lỗi, anh em có thể thay pin bình thường nhá. Pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đó. Và ưu điểm của nó sẽ có cái tính năng là tắt bật bằng cảm biến như này. Đấy, anh em thấy không? Nó rất là tiện. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em với giá đó là 150.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi. Giá của nó sẽ là 150.000 cho con đèn wifi này. Đấy, giá rất tốt cho anh em luôn nhá. Đó, giá rất tốt cho anh em luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là anh em lên cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Con này thì bên shop đang bán là 150.000. Đấy, hôm nay cũng về cho anh em giá là 100 luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đó, đèn cầm tay em đang bán là 150.000. Về cho anh em giá còn là 100.000 cho con đèn cầm tay này nhá. 100.000 cho con đèn cầm tay này, giá siêu rẻ cho anh em luôn. Sản phẩm thì khi anh em nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho anh em là một đèn và một dây sạc. Đấy. Thường thì các sản phẩm bây giờ nó chỉ có cho anh em là dây sạc thôi, chứ nó sẽ không có đầy đủ cho anh em đâu. Không có đầu sạc cho anh em đâu nhá. Đấy, không có củ đâu. Đấy, anh em lưu ý như vậy, không về lúc anh em lại đòi hỏi nó mất công. Nó sẽ có bao gồm cho anh em là một đèn cầu này. Đấy, một đèn cầu nhá. Đèn cầu này thì nó sẽ có là 3 chế độ sáng, sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này. Tiếp theo là đến hai cái đèn led hai bên này, hai đèn led hai bên. Thứ ba là một con đèn dọi đằng trước này. Con này pha của nó cũng rất là dọi luôn anh em nhá. Đây, pha rất dọi luôn anh em này. Đó. Và tiếp theo nhá, sẽ có cho anh em là một cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời, có chế độ báo pin, chế độ sạc vào anh em nhá. Đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, một con đèn cầm tay chất chơi như này. Giá bên shop đang gửi cho anh em giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Giá của nó sẽ là 100.000. 100.000 cho con đèn cầm tay này, rất nhỏ gọn tiện dụng cho anh em sử dụng nhá. Đó. Rất là ok luôn. Con này dùng thì nói chung là tuyệt vời rồi. Anh em để trên bàn hoặc cầm tay hoặc nói chung là đa xi năng. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k anh em nhá. 100k cho con đèn cầm tay này. 160.000 anh ơi. Đây các bác này. Đó. Thì sản phẩm của nó sẽ là một con massage tay như này nhá. Bên shop đang gửi tới anh em giá cực tốt luôn. Đấy. Đang bán là 70k nhá. Đấy, đang bán là 70k. Đấy, về cho anh em cái giá đó là 70k. 70k. Hôm nay về cho anh em giá còn là 50k nhá. Lên cho em là massage tay nhá. Đó. Lên cho em là massage tay này. Massage tay, giá của nó sẽ là 50k anh em nhá. 50k. Đây. Đấy. 160.000 thôi. Đấy. Đấy. Đây. Đây. Anh em thấy không? Do TikTok nó hỗ trợ thôi, nó có mã giảm giá. Đấy thì anh em về anh em cầm thì việc kéo này thôi, kéo này thôi. Đấy, anh cứ đặt trực tiếp trên đấy đi. Đây. Đấy. Đây. Ok chưa anh em? Đó. Với anh em massage tay như này. Massage tay như này. Đó, rất ok cho anh em luôn. Đấy. Con này giá của nó sẽ là 50k anh em nhé. 50k cho con massage tay như này. Đó. Lên cho em là massage tay. Giá của nó sẽ là 50k anh em nhé. 50k cho con massage tay này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho anh em cái kéo may anh em nhé. Kéo may của Nhật đây. Đấy, kéo may của Nhật. Hàng rất chất lượng cho anh em luôn. Đây. Đấy, sản phẩm này nó sẽ có cho anh em là một chiếc kéo như này anh em này. Một chiếc kéo như này. Chiều dài của kéo là 30cm. Con này thì anh em dùng nó rất là vừa tay luôn. Rất là xinh này. Đấy, rất xinh, rất là vừa tay cho anh em luôn. Anh em dùng để cắt chiếc thì nói chung là rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, thợ may anh em cắt thì chấm hết luôn này. Đấy, cứ cầm như này đẩy đi. Nó cũng góc nghiêng anh em nhé. Góc nghiêng cho anh em nhé. Khi anh em cắt đẩy vẻ như này rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất là tốt luôn. Đấy, một con kéo may như này. Giá siêu tốt cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Đây, kéo may rất là ngon luôn nhá. Đấy, hàng của Nhật anh em này, Japan đây nhá. Đó, rất tốt cho anh em luôn. Giá cũng rất tốt cho anh em nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là kéo may nhá. Một con kéo may như này, dài là 30cm. Đấy, tổng chiều dài của kéo là 30cm nhá. Lên cho em là kéo may. Đó, bao nhiêu nhỉ? 160k anh em nhá. 160k cho con kéo may như này nhá. Kéo may của Nhật này. Rất chất lượng cho anh em luôn, Japan đây. Đó, kéo may nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho anh em cái lô đó là cái con
Eto anh em nhé, con Eto đây, đấy, Eto hàng của thương hiệu Asahi anh em này, đấy, tem nhôm hẳn hoi anh em nhé, đấy hàng của thương hiệu Asahi, rất chất lượng cho anh em luôn. Đấy con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 100 bao nhiêu, 200 mấy nhỉ? 260.000 anh em nhé, lên mã giúp cho em là Eto kẹp anh em nhé, đấy, Eto kẹp, giá của nó sẽ là 260k. Con này thì cái bản của nó mở là sẽ là 6 sen anh em nhé, 6 sen cho anh em luôn. Đó, mở rất là rộng anh em có thể kẹp đồ 201 ạ. 201 anh em nhé. Đó, con này thì đặt này hàng về cho anh em giá rất là tốt luôn, chỉ có 201 này. Bản mở của nó sẽ là 6 sen anh em nhé. Cái miệng này há được 6 sen. Cho nên anh em kẹp những cái hộp mà 6 cm cũng rất là ok luôn. Đó đây. Kéo ra kéo vào rất là ngon anh em này, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, Eto kẹp anh em nhá. Đó, giá của nó sẽ là 201 và bao ship cho anh em luôn nhá. Đó. Đây. Đấy. Hàng rất chất lượng cho anh em luôn. Lên mã giúp cho em là Eto nhá. Đó, Eto. Đây. Lên cho em là Eto nhá. Eto giá của nó sẽ là 260k này. Xả cho bác còn là 210k và bao ship cho anh em. 210k bao ship cho anh em. Giá rất tốt cho anh em luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay shop em tiếp tục về cho các bác, đó là cái đèn đuổi muỗi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn đuổi muỗi. Đấy, cái này bên em gọi là đèn đuổi muỗi. Đấy, đèn tinh dầu đuổi muỗi đi. Đấy. Đèn tinh dầu nhá. Đó, đèn tinh dầu để tránh nhầm với những cái đèn khác. Cái này nó chạy bằng tinh dầu mà. Đèn tinh dầu đuổi muỗi này. Đó, nó hơi dài một tí nhưng mà nó phân biệt cái tên nó rõ ràng luôn. Đèn tinh dầu đuổi muỗi giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một bộ. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả tinh dầu luôn. Đó. Cả đèn cả tinh dầu luôn. Còn nếu các bác muốn mua tinh dầu thêm thì bên shop sẽ bán cho các bác tinh dầu, giá của nó sẽ là 40.000 một lọ anh em các bác nhá. 40.000 một lọ. Đây các bác nhá. Đó, nó sẽ là một con đèn như này này. Một con đèn như này cộng với cho các bác là một lọ tinh dầu nữa nhá. Tinh dầu thì về các bác chỉ cần là xoáy vào đây là xong. Đấy, xoáy cái nắp xanh này ra, xoáy nắp xanh này ra. Sau đó xoáy cái lọ tinh dầu vào cho em. Tinh dầu này của nó sẽ là tinh dầu bạc hà anh em nhá. Tinh dầu bạc hà. Đấy, hàng chính hãng của thương hiệu Hacker này. Hàng chính hãng cho anh em nhá. Thì nó mới đuổi được muỗi. Đó đây. Thì tinh dầu bạc hà như này. Về các bác xoáy vào bật cái công tắc này lên cho em là xong. Đấy, cắm điện vào là cái công tắc này nó sẽ lên màu đỏ các bác nhá. Lên màu đỏ như này anh em này. Đó, đây. Cắm vào cái đèn lên màu đỏ này anh em nhé. Đấy. Cắm vào cái đèn lên màu đỏ này. Đấy. Đấy, lên màu đỏ này. Đấy. Thì giá bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 80k anh em nhé, 80k. Còn anh em mua thêm con này thì bên shop sẽ gửi tới anh em cái giá đó là 40k một lọ nhé. Đó. 40k trên một lọ anh em các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái con đèn xoay các bác nhá, đèn xoay. Đấy, anh em các bác lên mã giúp cho em là đèn xoay. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em một con đèn xoay như này, bao gồm cho anh em cả đèn cả ấy luôn. Đấy, cả đèn cả đuôi luôn. Giá thì chỉ có 5 mấy k nhỉ? 55 à? 55k anh em nhé. Lên mã giúp cho là đèn xoay này. Đó, đèn xoay nhé. Đèn xoay. Giá là 55k. Đó. 55k. Đấy, 55k các bác nhá. Đó, đây. Nhưng vấn đề là cái tiền đấy thì nó cuối cùng thì nó ra cuối cùng hỏi cuối cùng là khách của ai. Không hiểu. Anh em cắm vào bật công tắc lên nhá. Đấy, bật công tắc lên nó sẽ xoay như này cho anh em này, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, dọn lên trần cho anh em xem này. Đó, đây nhá. Đấy, lên trần này, dọn lên tường cho anh em này. Đó, nói chung là con này nó rất là tuyệt vời. Anh em dùng để anh em bật hoặc chơi nhạc các kiểu con là điểu đều ok hết nhá. Giá rất tốt cho anh em luôn. Một con như này giá bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 55k nhá. Lên mã cho em là đèn xoay, giá của nó sẽ là 55k anh em nhá. Đấy. Rồi ok. Bây giờ đã